Võ thần chúa Tể Thuyết Minh tập 1416 1417. Tần Ma tiểu tử, ngươi cảm giác được cái gì không có? Mèo muôn lớn nhìn về phía Tần Ma, Tần Ma tay phải chống đỡ tại tầng trần trên thân, lập tức, từng đạo vô hình lực lượng linh hồn từ Tần Ma thân trong cơ thể quanh quẩn mà ra, tính toán tiến vào tầng trần trong thân thể, có thể để Tần Ma khiếp sợ là, cái kia một tia vô hình lực lượng linh hồn khi tiến vào tầng trần trong thân thể phía sau giống như là bị một cổ đặc thù sức mạnh cho đã cách trở, căn bản là không có cách tiến vào, sao lại có thể như thế đây? Tần Ma lấy làm kinh hãi, hắn cùng Tần Trần đừng nhìn là hai cái đơn độc cá thể, kỳ thực là một cái linh hồn, linh hồn hoàn toàn có thể trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, nhưng bây giờ hắn chia cắt ra linh hồn vậy mà không cách nào dung hợp, không đúng? Tần Ma đột nhiên lắc đầu, hắn cảm thấy cũng không phải hắn chia cắt ra hai đạo linh hồn không cách nào dung hợp mà là dung hợp tốc độ quá chậm, tầng ma năng cảm nhận được hai cổ linh hồn đang chậm rãi dung hợp, nhưng mà cái tốc độ này cực chậm, cho nên mới cho người cảm giác tựa như là không cách nào dung hợp, dựa theo cái tốc độ này, mình muốn đem hai cổ linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Ít nhất cần mấy năm, nhưng mà, tầng trần linh hồn suy yếu tốc độ, thậm chí so dung hợp tốc độ càng nhanh, theo lý thuyết, dù là tầng ma một mực dung hợp tiếp, không đến một tháng thời gian, tầng trần linh hồn cũng sắp chìm tới đáy tiêu tan hóa thành hư vô đúng nghĩa vẫn là tầng ma tướng cảm giác của mình cùng mèo mung lớn nói chuyện mèo mung lớn lông mày cũng là nhíu lại chẳng lẽ là linh hồn biến dị đám người nhao nhao nhìn qua mặt lộ vẻ nghi hoặc linh hồn biến dị là một loại đặc thù linh hồn trạng thái võ giả tại đụng phải trọng thương sau đó linh hồn sẽ lâm vào một loại tự mình bảo hộ trong trạng thái thẳng đến thương thế khôi phục sau linh hồn mới có thể tỉnh lại thế nhưng là trần thiểu thương thế đã hoàn toàn chữa khỏi a đây chính là linh hồn biến dị đặc thù nhiều khi võ giả linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say sau đó thương thế khôi phục dựa theo đạo lý linh hồn sẽ tỉnh lại nhưng là bởi vì tổn thương quá mức nghiêm trọng dẫn đến linh hồn lâm vào một loại đặc thù trong cảnh địa không muốn tỉnh lại liền sẽ càng ngày càng suy yếu mãi đến triệt để mất đi ý chí linh hồn biến dị cái kia Trần Thiểu còn có thể thức tỉnh sao? U Thiên Tuyết Hòa cơ như trăng phân biệt nắm tầng Trần tay trái cùng tay phải, nước mắt lập tức chảy xuống, đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Mèo mung lớn lắc đầu nói, linh hồn là một cái nơi rất thần bí, bản hoàng bây giờ tu vi không có khôi phục, cũng rất khó nói rốt cuộc là gì tình huống. Mèo hoàng đại nhân Người nói cho chúng ta biết, Trần Thiểu còn có bao nhiêu thức tỉnh xác suất? U Thiên Tuyết Hòa Cơ như trăng ngẩng đầu lên nói, mèo mung lớn cười khổ nói, ta đây cũng không rõ lắm, bất quá có một chút, Tần Trần Lâm vào hôn mê hiển nhiên là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, hẳn là linh hồn gặp phải một loại nào đó xung kích cùng biến hóa, có thể là thiên giới linh hồn của cường giả công kích. Cũng có khả năng là thần bí kiếm rỉ, thậm chí có có thể là Tần Trần tự thân đang thi triển công kích linh hồn lúc xảy ra ngoài ý muốn, đến nỗi cụ thể nguyên nhân gì, e rằng rất khó nói rõ ràng nhưng có thể khẳng định là, linh hồn biến dị tỷ lệ sống sót cũng không cao. Mèo muôn lớn thở dài, U Thiên Tuyết Hòa cơ như trăng sắc mặt trắng nhật, tỷ lệ sống sót cũng không cao. Không, không có khả năng, Trần Thiểu không có khả năng chết, mặc dù tầng ma cũng là tầng trần, nhưng mà các nàng quen thuộc vẫn là tầng trần bản thể, tự nhiên không muốn tầng trần liền như vậy vẫn lạc, mèo hoàng tiền bối, Trần Thiểu tỷ lệ sống sót rốt cuộc có bao nhiêu. U Thiên Tuyết con mắt đỏ ngầu, ánh mắt kiên quyết ngẩng đầu, linh hồn biến dị rất ít người. Hơn nữa, bình thường là thánh cảnh cao thủ tu luyện một loại nào đó linh hồn bí pháp, lúc này mới sẽ dẫn đến linh hồn biến dị. Mèo mung lớn thở dài nói, bản hoàng biết linh hồn biến dị cường giả, hết thảy mới vẹn vẹn có 7-8 cái, hơn nữa cũng là thánh cảnh cấp bậc cao thủ, những người này, chỉ còn sống một cái. U thiên tuyết hòa cơ như trăng cơ thể rung lên, cái kia thánh cảnh trở xuống người đâu. U thiên tuyết hòa cơ như trăng sợ hãi. Chưa từng nghe nói qua, thánh cảnh phía dưới, liền linh hồn đều chưa từng hoàn toàn, làm sao có thể biến dị thành công. Mèo muôn lớn cười khổ nói, thánh cảnh trở xuống sống sót xác suất là không. U thiên tuyết hòa cơ như trăng sắc mặt soạt hoàn toàn tái nhật, không, không muốn, vậy làm sao bây giờ? U thiên tuyết hòa cơ như trăng luống cuốn, chúng ta đem lực lượng linh hồn chuyển vận cho Trần Thiểu. Vô dụng, các ngươi làm như vậy chẳng những sẽ không giúp đến hắn ngược lại sẽ hại hắn mèo mung lớn lắc đầu linh hồn biến dị không có người có thể cứu chỉ có thể nhìn tầng trần mình bất quá vì thế chính là tầng trần còn có một cổ phân thân có phân thân duy trì tầng trần thức tỉnh xác suất có thể sẽ cao hơn một chút mèo mung lớn thở dài nói kỳ thực nó trong lòng cũng không chắc chỉ có thể như thế an ủi đám người tầng ma thở dài đi lên trước đem từng tia lực lượng linh hồn độ vào đến tầng trần trong thân thể, duy trì lấy tầng trần sau cùng một tia linh hồn khí tức, đây còn là bởi vì tầng ma đột phá thánh cảnh, lực lượng linh hồn đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, nếu như tầng ma vẫn là phía trước bán thánh tộc cùng tu vi, e rằng liền độ cho tầng trần một tia linh hồn hơi thở cơ hội cũng không có. U Thiên Tuyết Hòa cơ như trăng yên tĩnh đứng tại tầng trần bên cạnh thân, trên mặt lờ mờ có nước mắt, tất nhiên tất cả mọi người đến nơi này rõ ràng thì không cần tiếp tục ở nơi này ở lại, tại mèo môn lớn mang theo phía dưới, một đoàn người tiến vào yêu tổ sơn mạch chỗ sâu, đi tới năm nước đất ẩn cư, đây là trần đế các tổng bộ, bởi vì chấp pháp điện nguyên nhân. Mang theo bách triêu chi địa cùng năm nước đất cao thủ ẩn cư ở nơi này, biết được các chủ đại nhân trở về tin tức sau đó, lập tức đưa tới trần đế các quanh động, dược vương viên chủ bọn người nhao nhao đến đây bái kiến, nhưng đều bị cách trở ở bên ngoài, chỉ có số ít mấy người, mới có thể nhìn thấy tầng trần, trần nhi. Trâu tóc hoa râm tầng phách thiên lão gia tử vuốt ve tầng trần mặt của. Nước mắt tuôn đầy mặt, tại trần đế các bồi dưỡng ra, tầng phách thiên lão gia tử cũng bước vào đến rồi võ hoàng cảnh giới, thậm chí đã đạt đến đỉnh phong võ hoàng tu vi, nhưng lão gia tử đời này, có thế tu luyện tới ở đây cũng đã là cực hạn, không có càng nhiều thiên tài dị bảo, muốn bước vào võ đế cảnh giới, vẫn như cũ khó như lên trời, hôm nay tần gia nắm giữ bây giờ danh vọng. Hết thảy đều là bởi vì tần trần, nhưng bây giờ tần trần lại lâm vào hôn mê, từ đầu đến cuối bất tỉnh, gia gia, không có chuyện gì, liền xem như bản thể chết, ta còn sống đây này. Tần ma an ủi, ai? Tần phách thiên thở dài, hắn làm sao không biết tần ma chính là tần trần, thế nhưng là nội tâm vẫn là không cách nào tiếp nhận loại này ly biệt nỗi khổ, ba ngày, 10 ngày. Nửa tháng, rất nhanh, lại là một tháng sắp tới rồi, mèo mung lớn lại một lần nữa đi tới càng không tạo hóa ngọc điệp bên trong, nó mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tới xem xét tần trần tình huống, tình huống rất không ổn, cái này một tháng, tần trần linh hồn một mực đang lấy cực kỳ nhỏ bé biên độ yếu bớt, mặc dù tần ma một mực tại dung nhập lực lượng linh hồn, nhưng dựa theo cái tốc độ này xuống, tần trần rất có thể kháng không được ba ngày. Một bên mọi người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, ba ngày, Trần Thiểu chỉ có 3 ngày thời gian, lòng của mọi người, 3 ngày, liền 3 ngày này, là triệt để phai mờ, vẫn có chỗ chuyển ngoặt, thì nhìn cuối cùng này 3 ngày. Mèo mung lớn lắc đầu nói, tại mèo mung lớn trong cảm giác, nếu như tầng trần linh hồn một tháng trước vẫn là giống như ngọn lửa đang thiêu đốt, 10 phần yếu ớt, cái này khác, tầng trần linh hồn chỉ có thể coi là hỏa tinh, nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ. U Thiên Tuyết cùng cơ như trăng liền nói, tầng ma sắc mặt nghiêm túc, hắn đã rất hết sức đi cứu trị tự thân, nhưng như cũ không có cách nào, hắn quán thâu linh hồn tốc độ, căn bản không sánh được linh hồn hư nhược tốc độ, mà ở mèo mung lớn bọn hắn lo lắng lo lắng đến tầng trần thời điểm, vũ vực hạch tâm chi địa, một mảnh cổ xưa địa vực, mấy đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở cái này hoàn toàn hoang lương địa vực. Mấy vị đại nhân, nơi này chính là thần cấm đất ngoại vi. Bên trên quan hy nhi đứng tại mấy người trước mặt, ở sau lưng nàng, lăng lục lăng, tu thành trạch chờ thiên giới vô số cường giả đứng ngạo nghễ ở mảnh này phía chân trời, ngưng thị phía trước mênh mông hư không, lăng lục lăng cảm giác phía trước cái này một mảnh hư không, bốn phía cũng là hoang nguyên vô ngần. Khắp nơi đều là sa mạc hoang dã, tản ra một loại hoang vu khí tức, chư vị, phiến thiên địa này có chút đặc thù. Một cái thiên giới cường giả bước vào vùng hư không này, trên mặt toát ra vẻ quỷ dị, các ngươi cũng đều cảm thấy sao. Lăng lục lăng nhíu mày nói, cảm thấy, thiên vũ đại lục thiên đạo, tự hồ biến mất. Phiến thiên địa này rất cổ quái, rõ ràng trên đại lục. Vậy mà không cảm giác được phiến thiên địa này thiên đạo. Không cần hắn nói, mọi người cũng đều cảm nhận được phiến thiên địa này đặc thù. Tại ngày này vũ đại lục, bọn hắn tiến vào bất kỳ địa phương nào đều sẽ chịu đến thiên vũ đại lục thiên đạo áp bách. Thậm chí một khi có cơ hội liền sẽ chịu đến thiên vũ đại lục thiên đạo công kích, có thể vào phiến địa vực này sau đó, bọn hắn cảm nhận được thiên vũ đại lục thiên đạo đối bọn hắn áp bách vậy mà biến mất, ta tới thử xem. Tu thành trạch đi lên trước, ầm ầm, trên thân bột phát ra khí tức đáng sợ, một cổ thông thiên khí thế trùng thiên, thẳng nhập trời cao, dưới tình huống bình thường, thiên giới cao thủ phát ra lực lượng của mình, thiên vũ đại lục thiên đạo tất nhiên sẽ đối thủ. Tiến hành áp chế, thậm chí muốn đem hắn chém giết, phía trước rất nhiều lần đều nghiệm chứng điểm này, nhưng lúc này đây, thiên vũ đại lục thiên đạo vậy mà không chút phản ứng nào có, bên trên bầu trời, thái cổ khí tức chảy xuôi, không có bất kỳ cái gì ba động, thiên đạo xác thực biến mất. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói phiến đại lục này thiên địa bản nguyên không ở nơi này? Như thiên địa bản nguyên ở nơi này chỗ? Làm sao lại không có trời đạo tồn tại? Vài tên thiên giới cường giả sắc mặt khó coi, bọn hắn chuyến này là tối trọng yếu mục tiêu một trong, chính là tìm kiếm đại lục bản nguyên nhưng nếu như đại lục bản nguyên không ở nơi này đây chẳng phải là một chuyến tay không không đúng lăng lục lăng bỗng nhiên ngẩng đầu coi như thiên địa bản nguyên không ở nơi này ở đây cũng không khả năng không có trời đạo tồn tại địa phương này tuyệt đối có quỷ dị hô lăng lục lăng từng bước đi ra trực tiếp liền muốn bước vào thần cấm chi địa đại nhân cẩn thận bên trên quan hy nhi vội vàng nói ân lăng lục lăng quay đầu thần cấm chi địa là chúng ta thiên vũ đại lục đáng sợ nhất cấm địa nghe đồn bất luận kẻ nào bước vào trong đó đều không thể sống sót đi ra nếu chỉ là ở ngoại vi cái kia còn hảo nhưng nếu là xâm nhập nội bộ e rằng bên trên quan hy nhi cẩn thận nói hừ một cái hạ giới nho nhỏ cấm địa mà thôi thật sự cho rằng có thế làm khó chúng ta một cái thiên giới cường giả cười nhạo một tiếng lăng lục lăng nhướng mày trầm tư phút chốc mới lạnh lùng nói, vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Các ngươi đã quên phía trước tại lôi đình chi hải sự tình. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, mỗi người sắc mặt đều khẽ biến, lộ ra hết sức khó coi, giảng bình đạo chết, đám người còn sờ sờ đang nhìn, cái này thần cấm chi địa ở trên thiên vũ đại lục độ nguy hiểm, tự hồ còn tại lôi đình chi trên biển, trong lúc nhất thời mấy người cũng không khỏi sinh ra tí ti cảnh giác bọn hắn cũng không muốn vẫn lạc tại một chỗ như vậy vậy làm sao bây giờ cường giả kia cường giả nhíu mày đi vào trước lại nói cái này thần cấm chi địa liền xem như nguy hiểm đi nữa lấy thực lực của chúng ta cũng so với cái này thiên vũ đại lục võ giả thật tốt hơn nhiều chưa chắc sẽ có việc đại gia chỉ cần bất loạn xong sẽ không có vấn đề gì lăng lục lăng hơi hơi trầm tư sau khi đi vào ta dùng đại dự ngôn thuật tiến hành suy tính hẳn là có thể tính ra một vài thứ thoại âm rơi xuống, lăng lục lăng trước tiên lướt vào bên trong bí cảnh, tiến vào hoang dã sa mạc chỗ sâu, ở đây sinh cơ vậy mà trở nên dồi dào lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống, chỉ thấy đập vào mắt tất cả đều là cao lớn vô cùng cây cao. Cao có mấy ngàn trượng, mà lá cây càng là đầy đặn khổng lồ, so thông thường phòng ở còn muốn lớn hơn rất nhiều, mơ hồ có thể nghe được chỗ sâu có hổ khiếu lan ngâm thanh âm, càng là có phi cầm ở bên trong bay lượn nhưng lại xưa nay sẽ không ngược lại ra bí cảnh, mà là tại trên bầu trời bay một vòng sau đó lại trở về về bên trong bí cảnh, nơi này lịch sử e rằng có vô số vạn năm. Lăng lục lăng khép hờ hai mắt, hơi hơi suy tính, lập tức, từng đạo khí tức quỷ dị ở trên người nàng lưu chuyển, hừ, đột nhiên, lăng lục lăng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tiếng tiên huyết, giống như là nhận lấy phản vệ, nàng mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong có vạn phần vẻ kinh ngạc, lăng lục lăng, Ngươi thế nào? Đám người nhao nhao xem ra, nơi đây bất phàm. Ta có loại cảm giác, nơi đây nắm giữ cơ duyên lớn lao. Lăng lục lăng run rẩy nói, cơ duyên lớn. Tu thành trạch bọn người ánh mắt sáng, có thể bị lăng lục lăng nói thành cơ duyên lớn chỗ, tuyệt đối là có thể để cho bọn hắn có lục sát kinh người bảo vật. Chẳng lẽ cái này bên trên quan hy nhi nói không sai, nơi đây thật sự có kinh người bảo vật? Ngươi suy tính ra cái gì? Đám người lửa nóng đạo. Ta suy tính đến phiến thiên địa này, đã từng vẫn lạc không thiếu cường giả, tại thời đại viễn cổ bùng nổ qua siêu cấp đại chiến, vẫn lạc qua rất nhiều thánh cảnh cường giả, thậm chí so với chúng ta mạnh hơn tồn tại, hơn nữa, ta ẩn ẩn có thể cảm giác được, phiến thiên địa này bản nguyên vô cùng có khả năng ở nơi này bên trong bí cảnh, sở dĩ cảm giác không đến. Chẳng qua là bởi vì xảy ra vấn đề gì? T Tu thành trạch đám người hít thở một chút tử dồn dập lên, chẳng lẽ bên trên quan hy nhi nói tới đều là thật, phiến đại lục này đã từng có vô số thiên giới cường giả vẫn lạc, ngay từ đầu tất cả mọi người không tin, nhưng bây giờ liền lăng lục lăng đều nói như vậy, không phải do bọn hắn không tin, lập tức, đám người tất cả đều động tâm. Vạn nhất bọn hắn ở đây nhận được một cái nào đó thiên giới cường giả cấp cao nhất đánh mất xuống bảo vật, trợ bọn hắn một chút sức lực, để bọn hắn bước vào cảnh giới cao hơn đâu, thật không nghĩ tới, ở nơi này nho nhỏ hạ giới, vậy mà lại có một mảnh thượng của thất lạc chi địa, hơn nữa vẫn lạc qua vô số thiên giới cường giả, nơi này khí tức quá nồng hậu. Lăng lục lăng mặt lộ vẻ rung động, ngẩng đầu nhìn lên trời, đây cũng là một đầu cổ mây phi lân thú A. Bực này dị thú ở thiên giới đều diệt tuyệt, không nghĩ tới ở đây lại thấy được. Lăng lục lăng nhìn thấy nơi xa một đầu phi cầm phóng lên trời, lập tức ra tay, lập tức thánh nguyên bạo động bên trong, đầu này phi cầm bị một cái to lớn thánh thủ bắt, mặt nó dãy dụa như thế nào cũng là uổng phí lực. Được đưa tới cảm nhận được trên thân mọi người khí tức, đầu này cổ vân phi lân thú lập tức nơm nớp lo sợ, cái này một đầu phi cầm vẹn vẹn có đế cấp tu vi, như thế một đám thiên giới trước mặt cường giả, mặt nó lại như thế nào phải giả tính khó thuần đều sẽ bản năng cảm thấy kính sợ, thánh cảnh, đại biểu thiên địa. Thật sự chính là cổ vân phi lân thú, Ta cũng là từ một chút ghi chép bên trong mới nhìn đến. Mặc dù không có bước vào thánh cảnh, nhưng thể nội nắm giữ cổ hoang chi lực, đây không phải thiên giới thời đại viễn cổ đặc hữu dị thú sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Mấy người giật nảy cả mình, phốc, lăng lục lăng một cái bóp phía dưới, cái kia cổ vân phi lân thú lập tức kêu thảm một tiếng, bóp nát ra, vô tận tiên huyết tản mát, tản mát ra thái cổ khí tức. Lăng lục lăng gật gật đầu, đích thật là cổ vân phi lân thú, bất quá huyết mạch chi lực đã nhạt đi rất nhiều, ở đây đến tột cùng là địa phương nào. Nàng ngẩng đầu, mơ hồ cảm thấy, chính mình tự hồ phát hiện một cái cực kỳ kinh thiên bí mật, đi, vào xem. Lăng lục lăng bọn hắn thân hình thoát một cái, liền muốn tiến vào thần cấm chi địa chỗ sâu, nhưng đột nhiên. Từng đạo tiếng trống giận dữ vang lên, là tất cả phi cầm, cảm nhận được phía trước đầu kia cổ vân phi lân thú vẫn lạc, nhao nhao nhào tới, chỉ là có vài chục đầu phi cầm đánh tới, những thứ này phi cầm, mỗi cái trên thân tản mát ra thái cổ khí tức, từng cái hung tính đại phát, thực lực kinh người, mặc dù chỉ là đế cấp tu vi, nhưng mà luận khí tức, càng là sau so một chút đỉnh phong võ đế cường giả không nhường chút nào. Lại thêm bọn chúng đặc thù huyết mạch, cho dù là đỉnh phong võ đế cường giả tại những này phi cầm trên tay cũng không chiếm được lợi ích, nhưng những ngày này giới thánh cảnh cường giả cũng không sợ, bọn hắn đến từ thiên giới, tự nhiên không sợ loại này thái cổ khí tức, hơn nữa bọn hắn so với thiên vũ đại lục thánh cảnh cao thủ còn muốn càng đáng sợ hơn, đương nhiên sẽ không e ngại những thứ này chỉ là thánh cảnh hồng hoang dị thú. Phanh phanh phanh, bọn hắn ra tay, lập tức từng đầu hồng hoang dị thú kêu thảm, trên thân bị oanh ra từng đạo miệng máu, nhưng mà những thứ này hồng hoang dị thú vậy mà không có nửa phần lui bước, tiếp tục điên cùng đánh tới, thượng quan hy nhi biến sắc, khó trách cái này thần cấm chi địa được xưng là thiên vũ đại lục cấm địa, vô số người đi vào, chưa có có thể còn sống đi ra. Không nói những cái khác, chỉ là những thứ này đế cấp hồng hoang dị thú, cũng chỉ có đại lục cấp cao nhất thế lực các cường giả liên thủ mới có thể chống cự, nếu như không phải dựa vào những ngày này giới thánh cảnh cao thủ, đổi lại không có thôn vệ ma linh trước đây nàng đến đây, nói không chừng bây giờ đã luống cuốn tay chân, rầm rầm rầm, lăng lục lăng bọn hắn liên thủ. Nhào nhào chém giết tất cả hồng hoang dị thú, hơn nữa, trong tay bọn họ quanh quẩn đại đạo quy tắc, từng đạo đáng sợ quy tắc chi lực lập tức bị bọn hắn đánh đi ra, đem các loại hồng hoang dị thú trong thân thể huyết mạch cho rút ra đi ra, từng đạo tản ra thái cổ hơi thở huyết mạch quanh quẩn, bị phong tồn ở một cái trong bình ngọc, đây chính là thái cổ huyết mạch chi lực. Mặc dù đã mười phần làm giảm bớt, nhưng cầm tới thiên giới đi, vẫn là vật đại bổ, đối với một chút đặc thù thiên giới cao thủ mà nói, nhưng là một cái tốt nói không chừng có thể bán không thiếu tiền ha 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 vừa tiến đến thì có dạng này thu hoạch coi như không tệ tu thành trạch bọn hắn cười lớn từng đầu bị rút lấy huyết mạch lực lượng hồng hoang dị thú thi thể từ trên bầu trời rơi xuống tiên huyết bắn tung tóe giống như là xuống một hồi huyết vũ đột nhiên một đạo cực kỳ sợ hãi khí tức tại mỗi người trong đầu bay lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ phun trào lăng lục lăng cảm giác nhất là nhạy cảm trước tiên cảm ứng được cái này một cổ khí tức quỷ dị, trên thân lông tơ sẽ xảy ra a, phản phất bị quái vật gì theo dõi đồng dạng, đại gia cẩn thận. Nàng vội vàng hét lớn, vừa dứt lời, hô, nơi xa, một cơn gió màu xanh lá thổi lất phất tới, đây là một cơn gió mát, cực kỳ yếu ớt, tự hồ căn bản không có cái gì uy lực, lân lân mà đến, lại làm cho lăng lục lăng toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, toàn thân cao thấp nổi lên rậm rạp chằng chịt nổi da gà, sưu 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 đám người bản năng bay lượng dựng lên, tránh thoát đạo này gió nhẹ. Thế nhưng chút rơi xuống hồng hoang dị thú thi thể lại không cách nào tránh né gió nhẹ, bị cái này một cơn gió nhẹ thổi vừa vặn, tạch tạch tạch, những thứ này nguyên bản tản ra khí tức khủng bố thi thể trong nháy mắt hóa đá đứng lên, lập tức trở nên già nua, phản phất đã trải qua ức vạn năm phong hóa, đã biến thành hóa thạch đồng dạng, sau đó ken két vỡ vụn ra, hóa thành bụi phấn. Tan thành mây khói, một màn này, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, đây là cái gì quỷ? Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, cái kia một đạo uy phong không có quy luật, vậy mà thổi hướng về phía một cái thiên giới cường giả, ngày đó giới cường giả lông tơ dựng thẳng lên, dưới sự kinh hãi vội vàng né tránh, nhưng mà cái này gió nhẹ quá quỷ dị, phản phất có thể xuyên thấu hư không đồng dạng. Lập tức thổi qua hắn cánh tay trái, a. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Ngày đó giới cường giả hoảng sợ nhìn mình cánh tay trái từ từ già nua đứng lên, đầu tiên là tràn đầy nổi da gà, về sau làn da lỏng, trong đó tinh khí trong nháy mắt trôi qua, cuối cùng khô quắc, hóa thành hóa thạch, đến cuối cùng, hóa thành bụi phấn tiêu thất, toàn bộ quá trình quá nhanh, vẻn vẹn mấy giây ở giữa. Phản phất trải qua hơn ngàn năm tuế nguyệt, ngày đó giới cường giả cánh tay trái cũng đã biến mất, mà càng thần kỳ là, trừ bỏ bị gió nhẹ thổi đến cánh tay trái Ngày đó giới cường giả địa phương khác một điểm thương thế cũng không có, nếu như không phải cánh tay trái rỗng tuyết, ai cũng không biết hắn vậy mà tại sinh tử trước quỷ môn quan đi qua một chuyến, tuổi nguyệt chi lực. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tuổi nguyệt chi lực? Lăng lục lăng hoảng sợ nhìn xem một màn này, kinh ngạc nói, lui, trước tiên lui ra ngoài. Su su su, bọn hắn điên cùng lui lại, hướng về thần cấm chi địa bên ngoài trở ra đi, lập tức rời đi mảnh này cây cao khu vực về tới trước đây hoang dã sa mạc, tuổi nguyệt chi lực, vừa rồi nhất định là tuổi nguyệt chi lực. Lăng lục lăng kích động toàn thân run rẩy, vừa hưng phấn, lại sợ hãi, có thể để cho một cái võ giả trong nháy mắt kinh lịch ức vạn năm tuế nguyệt, đây không phải tuổi nguyệt chi lực là cái gì. Sức mạnh bực này ở thiên giới, cũng là nhất là truyền kỳ sức mạnh, cùng trong tinh đồn thời không quy tắc có quan hệ, phải liên hệ đại nhân. Lăng lục lăng ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết bảo tàng như vậy, bọn hắn căn bản ăn không vô, chỉ có liên hệ đại nhân, mới có thể có chỗ quyết đoán, vốn là lăng lục lăng bọn hắn còn nghĩ trực tiếp tiến vào thần cấm chi địa chỗ sâu, nhưng bây giờ, bọn hắn sợ hãi, lập tức lui ra ngoài, trước tiên suy tư đối sách, mà ở lăng lục lăng bọn hắn tại thần cấm chi địa ngoại vi suy tư đối sách thời điểm, yêu tổ sơn mạch. Ba ngày thời gian lặng lẽ trôi qua, ba ngày này thời gian rất khó nhịn, tần trần linh hồn càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, hoàn toàn không có dấu hiệu chuyển biến tốt, mãi đến hoàn toàn phai mờ tiêu thất, tầng trần linh hồn khí tức hoàn toàn biến mất, linh hồn khí tức biến mất. Mèo muôn lớn sắc mặt khó coi nói, không. U thiên tuyết cùng cơ như trăng nước mắt lập tức rơi xuống. Tầng ma sắc mặt cũng xanh xám, hắn tận lực, nhưng vẫn là không có thể cứu trở về chính mình, không đúng. Bỗng nhiên tầng ma phút chốc đứng lên, bởi vì hắn cảm thấy mình và bản thể còn có một tia liên hệ mặc dù cái này một tia liên hệ vô cùng yếu ớt, cơ hồ cảm giác không đến, cũng hoàn toàn không cảm ứng được tần trần linh hồn, nhưng mà cái này một tia linh hồn khí tức. Vẫn... Video đến đây là hết, cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký.